Pichico. Ok và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Zero đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft, nhưng chúng ta có thể copy và paste được mọi thứ và đồng hành cùng với mình, đó chính là Noob Team. Chào mọi người đi nào. Hello, hello mọi người. Ok, thì để mà sở hữu được cái vật phẩm copy paste này thì đầu tiên đây, chúng ta sẽ cần một cục đất và một viên emerald nha mọi người. Đấy, mình sẽ đi qua ngôi làng lại. Bạn đây, bạn đây, bác đây, bác bác này hẹn hò ở trên góc nhà này mọi người. đây rồi cho đâu chúng ta sẽ có một cái này rồi. Đây một cục đất và một cái này, chúng ta sẽ được một cái gậy copy paste. Chị chưa, oh my god, đây rồi ok nha bạn. Rồi chúng ta đây để cho bạn biết như thế nào là copy và paste, thì đây từ đó chúng ta sẽ grab lấy cái một chiếc bánh mì đi. Mình sẽ copy hẳn 14 chiếc bánh mì nhá. Đây, một chiếc bánh mì. Ây! Bác mày nhặt thôi. Bánh copy ra một đống kiện dơ mà. Đấy, nó phát sáng này, chúng ta sẽ copy ra đây. Copy lên đây. Lên đây. Đẳng cấp chưa? 14 bàn chế tạo luôn. Chỉ vứt ra đây và copy cái. Ây! Ok, copy đấy. Đi gỗ. Tao xem bên hình copy coi. Ui. Nó cứ gọi là đẳng cấp bạn ơi. Đâu mang này, vứt cho lên xuống, xin một viên thôi. Một viên, ui xin hẳn. Xin một viên được hẳn một stack luôn bạn ơi. Ngày hôm nay mỗi thứ chúng ta chỉ cần một vật phẩm thôi. Chúng ta sẽ copy được ra vô hạn luôn nha. Thế tí nữa mình sẽ thử luôn. Tí nữa mình sẽ thử copy cho nó lắc máy luôn xem là nó có được không nha mọi người. Đây copy sắt này. Đây, thấy. Bóp. Đấy, nhặt đi anh em. Rồi, copy. Rồi xong lại vứt ra lại copy tiếp. Cho thành block. Đây. Đấy mình sẽ phải chế tạo thành block. Đấy, kiên này đấy. Block pop. Này, lấy block đi. Thoải mái đi. 51 rồi. Block. Có quá nhiều block ấy rồi. Rồi ok. Đấy chế tạo lấy một bộ giáp sắt đi anh em. À đây mình sẽ đây, copy đều đồ ăn đi. Vừa nãy Zeno đã kịp cóp đâu. Vừa vứt ra rồi. Dân làng cũng nhặt biến ăn hết sạch luôn. Rồi, cóp ít thôi không nhỡ nó bị lag nha mọi người. What? Wow. Từ. Tàn tích à? Có chai kinh nghiệm. Được. Tính ra ngày nay chúng ta chế được chai kinh nghiệm mà. Sẽ tìm khối vàng đâu đó quanh đây anh em ơi. Trên kìa. Đâu? Trên trên đầu kìa. Trên đầu luôn. Đấy, vàng của ta và... Ui. Rồi, mình nghĩ bằng này vàng là đủ rồi đấy. À, đây, mình còn chế tạo được cái này nữa mọi người ơi. Đây, cho mọi bạn xem này. Đây, anh em về đây cho Zeno cho lấy một ít này này. Một, chúng ta sẽ có một cái này và một cái này. Bất tử chưa? Đây bất tử chưa? Đủ để bất tử chưa? Chế cho mọi người xem thôi. Đây, pop đấy. Thế là chúng ta được một cái chai kinh nghiệm. Đây này. Một viên thôi. Một cái này. Cái này sâu ấy nhỉ? Một cái này cộng một cái chai này chúng ta sẽ được một chai kinh nghiệm. Ok. Vứt ra và copy đấy. Và anh ngựa tìm ra một cái chai nhanh. À một viên kim cương đây. Wow. Được một mũi tên, mình sẽ copy mũi tên. Đây rồi, có kim cương ở đây rồi, Zeno ơi. Đây, okay. Từ từ để Zeno copy mũi tên. Này, kia này. Này, cho nó ống này. Ui giời ơi, kim cương kia vừa vứt cho Zeno rồi đấy. Ok, để Zeno copy cái kim cương này nha. Ok, ai cho Zeno xin ít tiền điện đi. Tối quá, dạo này Zeno chuyển nghề rồi, không làm thợ điện anh em ơi. Cho nên là chúng ta phải đi xin sự trợ cấp điện từ những người đồng minh của chúng ta. Copy ra. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta đã có thời kỳ đồ kim cương. Và chúng ta sẽ đi tìm một cục amethyst mọi người ạ. Đấy, chúng ta sẽ phải đi tìm một cái amethyst. Đây, amethyst okay. Đây rồi. Đâu, amethyst ở đâu? Tìm tím này đúng không? Đây luôn, ngon đấy nhở. Đây, oh my tím God. Này này. Ui, kim đây, cương nó lộ này. Thiên ra đây luôn này. Kia này, nhìn này. Ừ đây, kiên đảo gần đây mà. Một cái kiếm mà thêm một cái block amethyst. Chúng ta sẽ có một... Một cái mà nó chẳng đau lắm nhỉ. Rõ ràng 9 nam mà. 9 à, đây. 9 nam mà không đau lắm ta.
Ôi rồi mặc áo giáp kim cương đòi đau lắm. Ừ. 9 nam ừ. thì nó cũng, cũng 9 bằng nam nó không rồi. Đau lắm ở đây. Ôi rồi ôi. Thiên nhiên này. Đang ở dưới. Đang chơi người mà. Ảo đấy nhờ. Làm nước nóng băng không? Này. Nào thanh đi đã đang đào gần xong rồi. Này cho mà. Cho Kiên lấy một cái. Này cho Kiên lấy một cái kiếm này. Ơ kìa, chưa kịp cóp mình nhặt luôn rồi. Đấy thì này. Để Kiên cóp được. Ok, nó xong rồi. Rồi được rồi, được rồi, được. Một. Một sợi chỉ. Rồi, ngon rồi, mình sẽ chế lấy một cây cung nha mọi người. Ok, đấy, cây cung và một obsidian. Chúng ta sẽ được một cây cung obsidian. Chịt bầu bạn ơi. Đấy rồi, nhưng mà chưa có mũi tên. À, thế mình từ đã mình cóp cái mũi tên nhiều ra đã. Mấy từ đấy này rồi. Cóp nhiều. Anh em hộ nhau ném vào đây đi. Ok, anh em hỏi nhau này hôm nay đi. Ok. Đấy, Zeno chế bây xong Zeno nhân bản cho. Một người in can thôi. Đúng rồi, một người can thôi. Xong rồi chúng ta sẽ nhân bản lên. Đây, than thật này. Ok, đấy, áo này. Ok. Đấy, thế là chúng ta gọi là full bộ đồ bảo vệ các thứ rồi. Ui, kinh nghiệm nó vẫn nhảy vào người tăng luôn. Kiếm không in can là Zeno. Quên. Bây giờ in can kiếm nữa. Ui. In chăn kiếm này nó ra ấy. Cái gì ấy nhỉ? Nó phai lửa hai à? Thôi kệ lấy đi. In chăn bưới bạn. Ra gì thì ra. Bập. Sắc bén 4. What? Ôi oh my god. Đây. Lấy đi. Sắc okay. bén 4 là nói. Ok. Thì chúng mình đã đầy đủ đồ rồi. Thế thì bây giờ mình sẽ đi xuống địa ngục đi. Bạn đây. Đấy. Lấy một chút nhân bản này ra. Ok, đi xuống địa ngục nào, anh em làm hộ Zeno cái bật lửa đi. Rồi, một quả táo vàng này, sau đó chúng ta bọc bằng quả táo này. Được một quả táo vàng là một khối vàng, thế là chúng ta được một quả táo vàng in chan. Copy đây anh em. Nhân bản lên. Đâu, từ từ đã để copy nhiều cho copy thành một stack đi. Đâu, vứt ra. Ok. Đâu, vứt ra. Đây, có 21 quả này. Đâu, copy đi. Của ai người ấy? Rồi, đùa. Nhiều lắm quá. Rồi. Ok. Ôi, sáu mấy quả này. Let's go, đi thôi, đi vào passion thôi. Đây. Bơi đang bơi ở dưới đây. Kệ nó đi, nó bắn mình thì nó có. Này, đánh phải cao hết vàng đi. Có phôi này, Netherite in God này. Ngon luôn. Giờ để bức nhân bản kìa. Vàng làm gì đâu, vàng không cần. Vứt phôi Nether xuống lava đi. Vứt, nó không cháy đâu, biết thừa rồi. Đây, mình sẽ vứt ra đây để mình sẽ nhân bản cái đống này lên. Ấy. Đây rồi, được rồi. Zeno copy thôi vậy nhân bản được. Ok. Được rồi, được 16 phôi thế mình sẽ chế tạo lấy một cái. Đấy. Bow. Đây, bow Neroi in God. À đâu Neroi chứ. Rồi, copy ra. Đấy. Ta sẽ được. Đây. Bow này tôi phải thề các bạn là nó cứ phải gọi là mạnh. Không còn gì mà mạnh, không còn cái gì mạnh hơn bạn ơi. Ôi con này đánh mà đau đâu. Đau đâu mà đòi đánh. Ui, mình lên Neroi kìa, từ mình cũng phải lên Neroi bạn ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Một người làm thôi. Một người làm y chang thôi. Ok, rồi, mình cũng lên Neroi thôi. Ấy cái con lợn này láo một này. Một người làm cả họ hưởng. Tao đứng im đây đâu bắn đây. Phát xem đau không Kiên để đứng im nào. Ok. Ơi, bắn vay nè. Nửa tim. Ôi nửa tim hả? Nửa tim. Ôi giời ơi, tại sao? Bởi vì là chúng ta mạnh quá rồi bạn ạ, chúng ta có kháng cự này, cộng mấy đống đồ Neroi nữa thì ôi giời, cho bắn đi. Con này cho xem. Ui, con này ra. Con này mà phát chết nha. Ok, chúng ta mạnh quá rồi đấy. À, đi về nhà, đi về nhà. Thế nó có cái này cho mọi người xem hay là. Một phôi này này, một phôi này, một cái này. Bóp. Trời ơi. Ui giời ơi. Ui giời, con boss này tuổi gì? Đau phết nha. Ui, đau phết nha. Thấy chưa? Đánh đau ghê nha. Đau, đau lắm nha. Đấy, thấy chưa? Cung này rất là mạnh luôn. Đánh được. Này làm sao đánh được? Sao đánh mãi không thấy chúng này? Đây rồi, đánh rồi, trúng rồi. Boss này nó sẽ trở nên bình thường đối với chúng ta rồi. Run. Ôi đau phết nha, nó. Ok. Lâu đánh trúng mà lâu đánh không có trúng bạn ơi. Đúng vậy. Kia đánh chưa trúng bạn nào đâu. Rồi, tôi toàn đánh trúng kia thôi bạn ơi. Mà sao nó không sao, nó cháy nó gần chết rồi bạn ơi. Nó dùng kỹ năng kìa. What? Bắn nó cũng chả trúng được. Ôi.
Ghê, ghê gớm, ghê gớm. Bốt cái gớm, bốt này. Bốt cái gớm. Con này nguy hiểm. Nguy hiểm luôn luôn, dình dập xung quanh chúng ta. Ở hàng nhân bản nhưng mà từ từ đã. Thôi, ok rồi, một con rồi. Đừng nhiều con. Ôi một con à. Đồ của chúng ta rất là mạnh nha. Mà chúng ta đánh nó còn như thế này. Bây giờ ai thử? Ai thử? À không không, không nên thử bạn đây. Nỡ đầu nó giết được một người, nó hồi máu đầy thì thôi. Ôi chết rồi đấy, nó chuẩn bị dùng kỹ năng kìa. My god. Không thấm gì cả. Mày phủi bắt. Mày đánh mãi không trúng nó vậy. Hình như chỉ đánh, có mình đánh được sao ấy. Không biết mấy đây này có đánh được không, nhưng mà không đánh được. Là thủ in là để Vanh đánh. Nào Vanh chém đi, anh chém rồi máu nó có tụt máu không? Rồi sao? Không thấy tụt. Hình như tôi triệu hồi là à đây đánh được đây, đánh được đây. Đây đây. Lâu được. Tôi cứ tưởng là hình như là tôi triệu hồi là nó chỉ có tôi đánh được hay sao? Không phải. Không. Nó có chiêu né đấy. Mày. Tỷ lệ né của nó cao. Lắm chúng tôi bốt trâu với chúng tôi à? Ui chúng rồi này. Anh em lúc tìm chúng ta sẽ kiên thịt hết mọi thể loại. Người này nó từng đấy thấy chưa? Nếu mình không có táo vàng, nếu mình không có bộ đồ này thì chắc chắn là bằng lâu chúng ta đã đi đếm không biết là 1000 mấy chục con luôn bạn ơi. Ôi. Hơi hoa mắt. Đi. Đánh con này xong không được ăn gì nữa. Lên này gần đi. Gần đi thôi nhưng mà không sao, chúng ta có tô tem nữa mà. Đây rồi. Con này. Chết rồi, cố lên anh em. Chạy ra. Cố lên, một tí nữa. Đó. Thần cung bắn đây. Hình như cung nó được miễn nhiễm bạn ơi. Rồi đi rồi. Rất là nhiều. Chưa. Nó bay kìa. Được cái gì đó. Nó được thanh kiếm này à. Đâu, chưa cho mọi người đi. Từ từ. Đâu? Trên bản á. Đâu không? Mọi người chỉ Zeno chỉ cần vứt ra đất thôi. Đâu không? Sao Zeno chém một cái vanh được một cái xương luôn. Ồ thế à? Đâu chém vắt vanh gãy xương luôn. Đứng im nào. Vanh với kia đứng im đấy nào. Đứng im nhá. Ok. What? Chết luôn ạ. Chết luôn đâu. Wow, đấy chưa. Đâu. Wow. Này chưa. Chia sẻ đi, chia sẻ cho thầy đi, chia sẻ Zeno đi. Mọi người mà không ấn like cho cái clip này thì không có gì nói với bạn này. Ok, thế nhân bản thêm kiếm này nữa. Đấy, nhặt anh em. Rồi, ok. Với cái thanh kiếm mà gọi là siêu mạnh này thì mình sẽ có thể là Ui. Xin thế. Ok, bây giờ mình sẽ đi kiếm đồn. Hay. Bây giờ mình sẽ đi kiếm đồi xuống tẩn con rồng xem mà với thanh kiếm này thì con rồng nó có chịu được một nhát không nha mọi người. Ok anh em đâu lên. Rồi từ từ anh em nhá, đừng dùng cái skin này vội. Zeno sợ là dùng skin này phát là con này đi mi ông bà luôn đấy. Đâu mình sẽ dùng cây cung này xem. Ôi con này. Ui con này thế mà ông trâu phết nha mọi người. Rồi đã. Bình tĩnh, mình sẽ dùng thử cái cây cung xịn kết hợp với cả mũi tên xịn xem. Ui, nhiều máu không? Nhiều hơn. Đau nha, đau, chính tỏ nó đau cực nha. Thấy chưa? Nếu mà chúng ta dồn và chúng ta đứng bắn thế này thôi thì Zeno nghĩ là nó chắc chắn là đủ đi bụi rồi. Rồi, nhưng mà không có trúng. Ôi. Trình độ của tôi đâu rồi? Zeno đâu? Nhập vào đi. No. Ủa ôi mấy thanh niên dùng kiếm kia phát đánh dã gần hỏng giáp rồi này. Bạn thấy chưa? Bắn rồng nó còn như thế này nhá. Trời đất ơi. Tí nữa mọi người. Tí nữa mình sẽ bảo mấy thanh niên cởi giáp ra, mình sẽ bắn cho mấy thanh cho mọi người xem thử thanh kiếm siêu xịn sò này của mình đã. Nào để chờ nó xuống ngoài. Hết rồi đấy, game bắn hết ấy rồi đấy. Bây giờ anh em thử thi dùng kỹ năng xem là ai có thể đón đầu được cái con rồng này và cùng kỹ năng phát chết không. Ok. Nào dùng đi. 3, 2, 1. Sẽ đoán nó sẽ đi hướng đây. Rồi xịt rồi, ai người vẫn xịt rồi. Bắn thêm nữa. Anh đã đón đầu. Bắn. Ui dồi, gần đi con rồng. Nửa cây kìa.
Đấy là bắn xịt nha. Ui ôi, toàn xịt thôi. Cho nó xuống rồi đấy. Ôi rồi ôi, đây luôn. Ngày hôm nay nút team đều bị nút nhập cả rồi. Hình như mình càng bắn nó sẽ càng lên cao sao ấy. Tôi sẽ bắn cung xem. Uống này. Đi. Ui rồi. Ui rồi. Ôi rồi. Tự bắn tự dụng vào đầu sắp chết luôn rồi. Đây rồi. Đây nó chuẩn bị xuống này. Trúng một mũi. Quay đầu xuống này. Ok xuống rồi đấy. Ui rồi ôi, dòng nó ngất ngoài gần chết luôn bạn ơi. Ôi rồi ơi, nhìn nó chết trên không này. Ui thế mà không trúng kia. Ôi rồi ôi. Ok thôi mình dùng cung đi. Đấy thấy chưa. Đấy thấy chưa. Bắn đúng 3 mũi tên rồi xong bay ăn hết luôn bạn ơi. Rồi được rồi. Đấy. Thì ngày mai tiêu diệt con rồng thì mình thấy là nó khá đơn giản thôi. Đi đi anh em đi về nhà đã anh em ơi. Đấy chúng ta sẽ anh em chơi. Đây đến chỗ anh nha. Anh em bỏ bộ giáp ra đi. Bỏ bộ giáp đi xem mà bắn phát xem. Bắn một phát là đi luôn đấy. Đâu xem nào, bỏ bộ giáp đây nhá. Ăn táo vàng nào, ăn một kiên ăn táo vàng nào. À vanh ăn thôi. Ok. Ê đi. Rồi xong, hai người đều ăn. Một phát. Còn 4 team. Hai phát là chết. Wow. Ăn táo vàng hai phát là chết. Một đây, phát. Không táo vàng đây. Cái cung này táo quá vàng thì một phát chết. Nhìn này không ăn táo vàng nhá. Wow. One shot one kill luôn. Thề ngày hôm nay đống đồ này đúng kiểu là gọi là xịn sò mò luôn bạn ơi. Đây mình sẽ dùng kỹ năng của bọn này này. Nhìn này, sẽ đi bụi trong vòng 3 2 1. Xời ơi, quá xịn luôn. Ok bạn ơi, thì ngày hôm nay clip mình sẽ dừng lại tại đây thôi. Đấy các bạn thấy là những cái vũ khí trong ngày này xịn không? Thì bạn hãy nhớ là comment ý kiến các bạn nha. Đừng quên là ấn đăng ký kênh của tất cả thành viên trong nút team để ủng hộ mọi người nữa. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye. Bye bye.